nằm trong top những mẫu tranh phong thủy thịnh hành nhất hiện nay. Tranh cá chép hoa sen được nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn. Không chỉ đẹp về mẫu mã, bức tranh còn mang nhiều tầng ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện cho cầu mong của mỗi con người về một cuộc sống an yên, tự tại. Nếu theo từ ngữ của tiếng Hán, sen, đọc là liên đồng âm với liên, liên tục, liên tiếp, liền nhau, cá chữ Hán đọc là ngư đọc là yêu, đồng âm với dư, dư giả. Sen cá biểu ý cho sự dư giả liên tục nghĩa là không phải lúc dư lúc thiếu. Hình họa liên dư, cá thường vẽ nhiều con. Hình ảnh cá chép được đặc biệt coi trọng, nhất là với sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, lý ngư hóa long. Truyền thuyết kể rằng Ngọc Hoàng đã mở ra kỳ thi cho các loài vật tham gia, ai vượt qua được ba thử thách sẽ đến được cửa vũ môn và hóa thành rồng. Tất cả con vật tham gia đều không qua được nhưng riêng cá chép đã qua cả ba ải và được hóa thành rồng bay lên trời. Vậy nên khi nhắc tới sự tích này sẽ có ý nói kiên trì và cố gắng ắt sẽ đạt được kết quả tốt. Từ xưa đến nay rồng luôn được coi là loài biểu tượng cho sức mạnh quyền năng cao nhất, một loài vật vô cùng linh thiêng và được dùng nhiều trong họa tiết hoa văn. Cá chép là hình tượng gắn bó mật thiết với văn hóa và tín ngưỡng của người Việt trong những ngày lễ phóng sinh rằm tháng 7, hình ảnh cá chép trên bánh trung thu ngày rằm tháng 8 hay cá chép còn được đóng vai trò như là phương tiện đi lại của các vị thần trong tín ngưỡng của người Việt như ông Táo về trầu trời dịp 23 tháng chạp. Mặt khác, dân gian cũng tương truyền nhau về câu chuyện truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Cá chép đã thắng cuộc thi rồng và trở thành biểu tượng về tinh thần quả cảm, kiên trì, vượt khó dù có gặp trăm ngàn khó khăn thử thách cũng không chùn bước. Người ta tin rằng cá chép với ước vọng to lớn sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự sung trong cuộc sống. Hoa sen là biểu tượng của Phật giáo, thể hiện sự trí tuệ, từ bi, đức hạnh, thuần khiết. Những đóa sen như những gì tinh khôi nhất của đất trời gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Điều đặc biệt của hình tượng hoa sen là việc nó mang đến sự may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp cho gia chủ, không chỉ mang tính chất thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về sự thịnh vượng, trí tuệ. Những bức tranh có hoa sen giúp điều hòa khí tốt, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn luồng khí xấu mang đến cho gia chủ sự thanh thản trong tâm hồn sống an nhiên hạnh phúc sự dũng mãnh kiên cường không khuất phục cùng hình ảnh hoa sen giản dị liêm khiết nhắc nhở con người sống hướng thiện nhớ đến lý nhân quả không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa vậy quý cô bác anh chị cần đặt tranh cá chép hoa sen hãy liên hệ và để lại bình luận cùng mỹ thuật tây bắc hoặc gọi số điện thoại trên màn hình